Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm hoa dung như thế này. Đây là một lọ hoa, bình hoa mình đã làm tầm 10 đến hơn 10 bông nhá. Thì ở đây mình đã làm sẵn hoa màu trắng. Mình thấy cái hoa này khá là dễ làm, nó không mất nhiều công mà nguyên liệu thì cũng dễ tìm, mà để trưng bày thì nó nhìn nó rất cảm giác rất là sang. Đây các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình lọ hoa mình đã làm. Mình cắm bằng bằng bình thủy tinh. Cái lọ này thì ở các siêu thị hay các cửa bán đồ thủy tinh rất là nhiều. Các bạn có thể tận dụng các lọ không dùng đến để cắm cũng được. Đây mình sẽ để cho các bạn nhìn gần bông hoa có hình dạng như thế này. Ở cái bình mẫu này thì mình chưa hướng dẫn cho các bạn. Ở bình mẫu này mình không làm lá. Còn lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm lá hoa này nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu và làm nha. Hay nguyên liệu làm thì gồm một số nguyên liệu như vậy. Có giấy nhún màu xanh để mình làm lá, giấy nhún màu trắng để mình làm hoa. Mình dùng giấy vệ sinh để mình làm cái thân cây nó to và làm cái nhị hoa. Làm băng keo sáp, kéo, có keo sữa và kẽm cành và kẽm si. Các bạn mà có cái kẽm cành to thì không cần phải dùng giấy vệ sinh để làm cái độn thân nhá. Còn bạn nào mà không có cái kẽm cành to thì có thể dùng giấy vệ sinh để độn thêm. Kẽm si mình dùng để làm lá. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào làm nhá. Thì trước tiên thì mình sẽ làm phần nhị hoa trước. Mình sẽ cắt một cái mảnh giấy màu vàng nhỏ như thế này rồi các bạn kéo giãn ra. Trước thì không quan trọng lắm đâu. Các bạn dùng cái kẽm xin kẽm cành này, dùng giấy vệ sinh. Các bạn phết keo sữa vào phần đầu của cái giấy này rồi. Rồi các bạn cuộn giấy lại như thế này. Các bạn làm cái phần nhị nó rơi vào tầm khoảng một đốt bằng một bằng ngón cái này, chiều dài của cái ngón cái này nhá. Tiếp đến dùng giấy màu vàng các bạn phết keo vào đều như thế này. Dùng giấy màu vàng bọc kín cái phần giấy vệ sinh lúc nãy mình đã cuốn nhá. Đó, như vậy là mình đã được cái phần nhị hoa như thế này. Tiếp đến thì mình sẽ làm phần cánh hoa. Mảnh giấy nhún 13 x 13 cm như thế này. Các bạn lập đôi lại và cắt tạo hình cánh hoa nhé. Hình cánh hoa như thế này. Rồi các bạn dùng cái kẽm này các bạn uốn.
Các bạn cứ uốn cong cho mình lát nữa thì mình chỉnh sau nhé. Rồi cứ dùng tay đây kéo giãn một chút. Rồi dùng keo sữa, các bạn phết keo như thế này phần ở phần cánh hoa nha. Dán phần cánh ạ. Như thế này. Rồi các bạn ấy cho phần keo vào phần cái phần khoảng trống cái lỗ hồng mà mình không dán lại ấy. Các bạn phết keo vào đấy. Rồi đặt cái kém cành này này như thế này. Dùng tay rúm lại. Tiếp theo thì các bạn sẽ lại dùng giấy vệ sinh như thế này, cũng gấp đôi lại. Các bạn cuộn quanh cái thân cây như thế này, cuộn đều cho đến hết cái chiều dài của cái thân kẽm. Và cái kẽm cành này rồi dùng băng keo sáp để cuộn lại, hoặc là các bạn có thể dùng cái giấy nhún màu xanh này để cuốn nhé. Mình lười nên là dùng băng keo sáp có sẵn luôn. Như vậy là đã gần hoàn thiện xong cái bông hoa dung này rồi. Thì bây giờ các bạn làm theo hướng dẫn như mình là các bạn cầm và kéo giãn cong về phía đằng sau nhá, và phần đầu cánh hoa. Cho nó giống hoa thật hơn. Như vậy là đã hoàn thành xong cái phần bông hoa. Bây giờ thì mình sẽ làm lá cho nó nhé. Thì về phần lá thì các bạn cắt cho mình cái mảnh giấy màu xanh kích thước là 14x14cm như thế này. Rồi các bạn cắt chéo mảnh giấy như này. Cho hai đường gân nó đi lên để tạo thành cái đường gân lá. Rồi các bạn cắt tạo hình cái lá hoa thôi.
Rồi bây giờ các bạn dùng keo sữa. Mỗi lần làm cái lá này là mình thật khó chịu vì mình dán nó không được đẹp. À các bạn dán lá vào như thế này, cắt chỉnh cho nó đẹp. Cũng dùng giấy vệ sinh để cuốn lại, nhưng mà phần giấy vệ sinh này nó sẽ có hai cái lớp thì các bạn chỉ lấy một lớp thôi nhá, để vì tránh trường hợp cho nó dày quá ấy, thì nó không đẹp. Các bạn cũng gấp đôi lại cái keo sữa rồi cuốn lại. Như vậy là cũng xong cái lá, thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái độ cong lá cho nó đẹp nhá các bạn. Đây, đặt như thế này rồi kéo. Thì nó lại là lá nó kiểu kiểu như thế này, mình làm là nó hơi bị xấu xấu đội hình. Đây, giống như cái lá mình đã làm sẵn rồi thì lá nó sẽ có hình dạng kiểu như thế này. Các bạn có thể làm thêm một cái búp hoa nhỏ như thế này, cái này thì có thể cắt giấy dễ thôi. Cắt giấy một tờ giấy màu trắng tương tự rồi các bạn cuốn lại thôi. Thì các bạn bây giờ thì các bạn có thể cắm cái bông hoa này vào cùng với cái lọ hoa
làm nhiều và cắm thành một lọ như thế này, hoặc là các bạn có thể như nào nhỉ? Có thể cắm kiểu các bạn có thể buộc kiểu trang trí như thế này. Thực ra là mình không có lọ nên là mình chỉ hướng dẫn các bạn cách bài bạn có thể cắm như thế này tầm khoảng 2 bông hoặc là 3 bông rồi các bạn cắm vào một cái lọ kiểu bằng như thế này chẳng hạn, thì các bạn cắm vào như thế này thì để vào nhìn cũng khá là đẹp nhé. Thì các bạn có thể đây là mình làm đại loại như vậy thôi nha, còn cái sáng tạo là tùy các bạn. Khi mà cắm lên bình thì nó sẽ có cái hình dạng kiểu như thế này, cũng rất là đẹp đúng không? Bây giờ các bạn có thể cắm trực tiếp vào cái bình này, bình hoa mà mình đã ở trên. Thì các bạn làm thêm nhiều cái lá nữa để cắm vào cho nó đẹp hơn nhá. Đây thì mình làm hơi ít lá, có 2 cái thôi, nhìn nó cũng không được đẹp lắm. Rồi điều chỉnh làm sao cho các vị trí của bông hoa cho nó đẹp một chút là được. Là các bạn đã được một cái bình hoa như thế này để phòng khách hoặc là trên bàn làm việc rộng, bàn làm việc thì phải rộng một chút thì sẽ rất là đẹp nhá. Chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa đơn giản này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha.